Xin chào mừng tất cả anh em đang theo dõi kênh Yêu Xe Hơi. Tiếp tục hôm nay kênh Yêu Xe Hơi lại tiếp tục lên sóng một cái mẫu xe Toyota Innova sản xuất năm 2009, tên tư nhân biển Quảng Ninh bản G. Đấy, 2009 thì nó đã lên form mới. Xe đã trang bị hai túi khí an toàn và đèn hậu sau là đèn trắng, và cái phần la răng mâm của xe đã thay đổi lên mâm mới rồi anh em nhé. Xe trang bị cảm biến lùi nguyên bản theo xe, hai túi khí an toàn, phanh ABS đầy đủ hết anh em nhé. Đấy, tên tư nhân biển Quảng Ninh, một cái mẫu xe mà với khối động cơ là 2.0 sử dụng máy VVT, đăng ký 8 chỗ ngồi, là một cái mẫu xe mà người dân Việt Nam chuyên tiên dùng để làm dịch vụ taxi gia đình rất là ok, bởi vì nó cực kỳ là bền, mức tiêu hao nhiên liệu của nó rất là ổn khi anh chị sử dụng làm dịch vụ gia đình rất là hay. Đấy, đăng kiểm đến tháng 6 năm 2021 cơ. Thì đây là một con xe mà nó không có một cái lỗi gì cả. Máy zin nhá, động cơ 2.0 sử dụng dẫn động cầu sau, máy xăng, mức tiêu hao nhiên liệu tầm 10 lít trên 100 km. Đăng kiểm đến tháng 6 năm 2021. Xe trang bị túi khí an toàn, hai dàn điều hòa anh em nhé, hai dàn điều hòa, túi khí an toàn đầy đủ, hai túi khí an toàn, đăng ký là 8 ghế ngồi. Kiểu dáng của nó gầm cao đây, nhìn rất là đẹp. Anh chị nào quan tâm cái mẫu xe này thì alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286, em Quang Hải Dương. Đấy, hoặc là anh chị nếu mà đây là lần đầu tiên anh chị theo dõi video clip của em nhé và đến với kênh Yêu Xe Hơi, thì anh chị hãy ấn nút đăng ký kênh và nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất mà bên em và hàng ngày trong ngày tháng anh chị nhé. Thì sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết tổng thành cái mẫu xe Toyota Innova này cho tất cả quý vị anh chị và các bạn cùng tham khảo. Đây, sơn xi của nó này với tông màu bạc này. Đấy, bạc hà sáng, rất là đẹp. Xe này thì không có khoan đục như là mắt thần của xe hãng, xe dịch vụ thôi nhé anh chị nhé. Con này tên tư nhân biển Quảng Ninh bản G. Đấy, tư nhân sử dụng, tư nhân sử dụng anh em nhé, không phải là xe hãng ra, không phải là xe của hãng thải ra đâu. Đấy, bản G xịn nó này, form dáng nhìn rất là đẹp, cam kết là không có tai nạn đâm vai cả, sơn xi rất là đều màu quanh xe đây anh chị nhé. Thì một vài cái vết xước sát thì là đã được sơn tỉa lại rồi. Đấy, sử dụng 2009, sử dụng 11 năm rồi thì không thể tránh được việc xước sát, nhưng mà cam kết là không có tai nạn đâm vai cả, không có tai nạn đâm vai gì đâu anh em nhé. Đấy, xe bánh trước là thắng đĩa này, ABS đầy đủ. Đấy, sơn xi rất là đẹp luôn. Đấy, các anh nhìn này, rất là bóng. Nội thất của nó đây. Đấy, con này là 29 này. Đấy, hai túi khí an toàn đây anh em nhìn nhá. Túi khí an toàn đây này. Đấy. Có thảm táp lô, có màn hình. Đấy, số sàn 5 cấp, đăng ký 8 ghế ngồi, ghế da rất là đẹp luôn. Hai dàn điều hòa. Đây là nhiệt độ trong xe lúc nào cũng khá là ok. Đây anh em nhá. Đấy, ghế của nó này, sờ rất là êm luôn. Ghế da, 8 ghế ngồi đây anh em nhá. Đấy, bên trong xe còn một cái bộ khử mùi đấy. Đấy, rất là ok luôn. Hai dàn điều hòa, bản G xịn của nó là sẽ có hai dàn điều hòa, 4 kính chỉnh điện, kính chỉnh điện anh em nhé. Và có túi khí an toàn, có phanh ABS. Đấy, bản G xịn của nó là sẽ có như thế. Còn bản V của nó là hộp số tự động thì không nói đến, thì con này là số sàn này, bản G. Đấy, số sàn thì có. Mẫu xe này rất là ok này, khi mà chúng ta mua về để sử dụng chạy dịch vụ taxi gia đình, đông người đi rất lại rất là hay. Cái dòng Innova này nó rất là bền anh em nhé, cực kỳ là bền luôn. 4 kính chỉnh điện này, khóa cửa này, gương chỉnh điện này. Đấy, tăng độ sáng táp lô này. Đó, rất là nhiều. Đấy, vô lăng, điều hòa. Đấy, vô lăng của nó đây, rất là ok luôn. Xe rất là đẹp anh em nhé, không có tai nạn đâm va ngập nước gì cả. Thì cái mẫu xe này đang được bên em bán về để cho anh chị chạy dịch vụ, sử dụng dịch vụ taxi này, thì đang được bên em bán với cái mức giá để đầu tư về làm dịch vụ taxi là 275 triệu đồng. Có gia lộc cho anh chị nào thiện chí nhá, cứ nhấc máy lên alo cho em Quang theo số điện thoại là 0358 286 286, em Quang Hải Dương. Đấy, kênh Yêu Xe Hơi. Đấy, hàng ghế sau của nó đây, rất là ok luôn, hai dàn điều hòa, có bộ khử mùi. Đó, rất là đẹp. Xe này được trang bị đây, kể cả ti chống cốp này, đây anh em nhé. Đấy, xe không có tai nạn đâm vai đâu nhé, mọi thứ nguyên bản luôn. Đó, anh chị nào mà nếu đây là lần đầu tiên anh chị theo dõi kênh của em Yêu Xe Hơi này, kênh của em Duy Quang Hải Dương ấy, thì hãy ấn nút đăng ký kênh và nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất mà bên em về hàng ngày trong ngày tháng anh chị nhé. Bên em còn có rất là nhiều xe đây anh chị nhìn này. Đấy, rất là nhiều xe luôn anh chị nhé. À, xe ra xe vào liên tục.
À, xe ra xe vào liên tục, nên anh em chị nào mà muốn tham khảo những mẫu xe bên em thì cứ alo cho bên em nhé. Máy nổ thì thầm luôn. Đấy, con này máy zin này. Máy zin động cơ 2.0 sử dụng máy dọc cầu sau VVT nhá. Sử dụng van bên trên rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, các anh nhìn này. ABS của nó đây là cụm phanh ABS nhá. Máy xăng sử dụng kim phun điện tử, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, mà rất là khỏe. Cái dòng phải nói là cái dòng dòng Innova này thực tế là chúng ta nuôi nó rất là dễ. Chúng ta chỉ cần thay dầu định kỳ. Đấy, thay cốc lọc dầu định kỳ và bảo dưỡng lọc gió. Đấy, thi thoảng là thay nước làm mát thì là chúng ta chỉ có đi thôi, không hà lỗi vặt thì những dòng xe khác thôi anh em nhé. Đấy, Innova máy rất là bền, đã sử dụng 11 năm rồi và máy vẫn còn rất là zin này. Máy zin luôn anh em nhé, máy zin, số zin, cầu zin đó, xe rất là liền lạc. Nếu anh chị nào quan tâm mẫu xe Toyota Innova này thì hãy alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286, em Quang Hải Dương nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý vị, anh chị và các bạn theo những video lần sau.